năm mới thì bắt tay chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe đi ha, làm ăn phát tài nha. Năm cũ sang năm mới thì an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Rồi rồi, nếu mà quý khán giả yêu thương có nhu cầu mà phóng sanh hay thả cho cốt cho người thân của mình thì liên hệ trước như thế nào ạ? Gì thì cứ liên hệ gọi cho mình số điện thoại là 0589454256, lặp lại nha, 0589454256. Yeah. Mình liên hệ trước vài tiếng hay là vài ngày? Mình liên hệ trước ngày tốt nhất á. Dạ, một ngày để sắp xếp công việc cho nó thuận lợi ha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Có muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Dạ thôi. Thì chúc cho đạo tràng của ngài năm mới được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình bình yên, dạ, phát tài phát lộc bằng sự nhẫn nha. Vô lượng các tường. Anh gì đẹp. Cảm ơn. Gì đẹp hơn. Thì bắt tay chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe đi ha, làm ăn phát tài nha. Năm cũ sang năm mới thì an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Rồi rồi, nếu mà quý khán giả yêu thương có nhu cầu mà phóng sanh hay thả cho cốt cho người thân của mình thì liên hệ trước như thế nào ạ? Gì đẹp thì cứ liên hệ gọi cho mình số điện thoại là 0589454256, lặp lại nha, 0589454256. Yeah. Mình liên hệ trước vài tiếng hay là vài ngày? Mình liên hệ trước ngày tốt nhất á. Dạ, một ngày để sắp xếp công việc cho nó thuận lợi ha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Có muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Dạ thôi. Thì chúc cho đạo tràng của ngài năm mới được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình bình yên, dạ, phát tài phát lộc bằng sự nhẫn nha. Vô lượng các tường. Anh gì đẹp. Cảm ơn.